Chào tất cả mọi người, mình là Kim Anh, kênh của Kim Anh là xem bói bài về tâm linh. Thì hôm nay cũng như là thường lệ, Kim Anh sẽ tiếp tục chia sẻ về những cái quẻ bài mà Kim Anh gieo cho khách của mình ha. Thì mọi người vào xem kênh của Kim Anh á, thì mọi người nhớ vào đăng ký kênh ủng hộ giúp cho Kim Anh nha. Cũng như là mình chia sẻ về trang cá nhân của mình cho tất cả bạn bè, người thân của mình cùng biết vào tham khảo ha. Thì nói về trên con đường đi nước bước, trên công việc làm ăn cũng như là trong vấn đề hôn nhân hạnh phúc, cảnh gia đạo của mình á, nó có những cái biến chuyển gì hay không, thì mọi người vào tham khảo để mình biết được, để mình né tránh hoặc là mình phòng ngừa thì nó sẽ hay hơn, tốt hơn ha. Hôm nay Kim Anh sẽ nói về vấn đề của bạn nam này, sinh năm 1975, tuổi Ất Mão. Thì nói về tuổi Ất Mão, 75 nam mạng hay nữ mạng thì chúng ta đều nằm chung có một mạng, đó là mạng thủy. Mạng thủy này á, mà theo như cái quẻ bài này cho thấy thì thể hiện bạn nam này là một người có cái bản tính hơi cương trực, tự ái nhiều, cũng như là trong cuộc sống bạn này hơi gia trưởng một chút. Trên con đường đi nước bước, trên con đường bổn mạng của bạn, đúng ra bạn là một người có địa vị danh phận trong xã hội. Thì nói về công việc làm ăn cũng như trong cái cuộc sống của mình, đúng ra mình phải ăn trên ngồi trước. Đường bổn mạng của bạn thì cho thấy có được cái sự song hành cũng như bạn nhờ vào đất của mẹ rất là tốt, mẹ ơn trên gia hộ cho bạn cũng đẹp. Trên con đường đi nước bước, trên con đường bổn mạng của bạn có thể nói từ 4 năm qua tới là 9 năm về trước á, thì có thể nói đường bổn mạng của mình đem đến cho mình cái sự buồn phiền nhiều. Cho nên những gì mà bạn mong chờ trên con đường bổn mạng của bạn thì nhắc bạn cần phải giữ vững lập trường, không nên nản chí một cái vấn đề gì hết. Mọi cơ hội, niềm tin gì mà quay trở lại với bạn trên con đường bổn mạng của bạn có được hay không á, thì bắt đầu từ tháng 6, rồi từ tháng 4 đổ về tháng 6 thì mới đem đến cho bạn được cơ hội. Vì vậy nói bạn là trên con đường bổn mạng của bạn, bạn cứ cố gắng cầu nguyện nhiều, giữ vững lập trường của mình được thì nó sẽ hay hơn, tốt hơn. Đừng có nản chí một vấn đề gì. Trên con đường đi nước bước, trên con đường công danh sự nghiệp tài lộc của bạn thì đúng ra trong 4 năm qua tới 9 năm vừa qua, đường sự nghiệp tài lộc của bạn chỉ đem đến cho bạn cái tiếng thôi, không có cái miếng, nói chung là cái miếng không được bao nhiêu. Thì nhắc về trên con đường bổn mạng của trên con đường sự nghiệp tài lộc của bạn ở đây á, thì nhắc bạn đúng ra từ 3 năm cho tới 7 năm vừa qua thì đường sự nghiệp tài lộc của bạn đúng ra cho thấy tai ách đến với bạn nhiều, như là tai tiếng thị phi xui xấu hao tài thất lộc đến với mình trên con đường tài lộc của mình. Cho nên để con đường sự nghiệp tài lộc của mình ở đây không bị tai tiếng thị phi, không bị ảnh hưởng, thì có thể nói từ 3 năm qua tới 7 năm qua là đường tài lộc của bạn là bạn bị vương. Mà bạn bị vương như vậy mà sự nghiệp tài lộc đến với mình, nó cản tài cản lộc, hao tài thất lộc, hoặc là tai tiếng thị phi xui xấu đến với mình, tai ách đến với mình trên con đường tài lộc của mình không có tốt. Nói về bạn, đúng ra ở đây cho thấy bạn nặng gánh gia đình lắm, nam cũng bạn, nữ cũng bạn, nhưng mà tài lộc từ 4 năm tới 9 năm qua chỉ có tiếng thôi, không đem đến cho mình được cái miếng, cho nên mình cảm thấy là mình nặng gánh cũng như là trách nhiệm của mình trên đường tài lộc của mình quá lớn, mình cảm thấy mình cô đơn buồn buồn thì mình hay khóc hay tủi trên con đường tài lộc của bạn. Để cho con đường sự nghiệp tài lộc của mình đạt được hai chữ hạnh thông hoặc là cơ hội tài lộc đến với mình trên con đường sự nghiệp tài lộc của mình được tốt, thì nhắc bạn năm nay, nói về bạn năm nay là năm tuổi của mình thứ nhất. Thứ hai nữa thì nói về vấn đề tài lộc của bạn trong năm nay á, cơ hội của bạn thì có thể nói là sẽ đem đến cho bạn được hai chữ hạnh thông, như là mình sẽ có được cơ hội hạnh phúc thông thả, sẽ có được cái sự bù đắp cho mình trên vấn đề tài lộc của mình. Nhưng mà để có được cơ hội tài lộc đến với mình được tốt vững vàng thì ở đây nhắc bạn cần xả xui hạn cho bạn trên con đường sự nghiệp của mình trong những năm qua là thứ nhất. Thứ hai nữa thì nhắc về bạn năm nay, nếu như trên con đường sự nghiệp tài lộc của bạn có cơ hội, có tài lộc, thì nhắc bạn năm nay cũng cứ từ từ thủng thẳng nhặt hoa rơi, không vội vàng, không nóng nảy về vấn đề tài lộc của mình trong năm nay. Tại vì nói về năm nay, đúng ra trên con đường bổn mạng của bạn cũng như sự nghiệp tài lộc của bạn ở đây thì chỉ cho thấy cơ hội đến với mình nhiều, tài lộc chưa đến với mình được bao nhiêu, cho nên mà có ý mở mang thay đổi làm ăn một vấn đề gì thì không nên vội vàng. Nếu như bạn vội vàng là bạn sẽ không gặt hái được cái sự thành công. Còn nói về vấn đề hạnh phúc, vấn đề hôn nhân hạnh phúc, cảnh gia đạo của mình đang sống hiện tại bây giờ thì cho thấy cơ hội niềm tin đến với gia đạo đẹp. Nhưng mà cảnh gia đạo này thường hay làm cho tâm tính của mình nóng nảy bồn chồn. Thì trên con đường gia đạo của bạn ở đây thì thể hiện cho thấy, nếu như mình có cái sự quan sát thì bạn quan sát phần bên phải ngôi gia của mình ở đây,
Có một thân cây cao to bóng mát gì ngự cây thân cao to bóng mát gì hiện hữu bên hông gia đạo của mình. Thì ở đây báo cho bạn rõ là có vong linh của một cặp vợ chồng người ta ở đây. Thì ở đây có nghĩa là như thế nào? Trong cái khuôn viên đất bạn đang ở hiện tại bây giờ, có thể nói khi mà trước khi bạn đến đây thì cái cặp vợ chồng này người ta đã cư ngụ ở đây rồi. Cho nên khi mà mình đến đây mình thành lập ngôi gia hoặc là mình cư ngụ trên cái khuôn viên này thì có thể đây là khuôn viên của người ta, mình chỉ ở nhờ ở đậu trên khuôn viên đó mà mình thiếu đi cái sự quan tâm hoặc là mình xin phép người ta, thì bắt đầu là cái gia đạo của mình nó hay bị lục đục, hoặc là trong cái gia đạo của mình nó giống kiểu là anh em anh chị em không hòa thuận nhau, hoặc là vấn đề xích mích trong gia đạo xảy ra làm cho tâm tính của mình nó nóng nảy bất chừng, không thuận lợi, không tốt đẹp trong cái đường gia đạo của mình. Thì để cho gia đạo của mình được êm ấm thuận hòa, anh em không có cái sự bất hòa, hoặc là vợ chồng không có cái sự nóng nảy bồn chồn, thì nhắc trên con đường gia đạo của bạn ở đây tốt nhất là bạn nên cầu nguyện sinh là thứ nhất. Thứ hai nữa, bạn nên gửi gắm cho người ta đi tu đi học và tạo điều kiện như mình lo lắng cho người ta để người ta có được ngôi gia, bằng cách là mình thế cho người ta ngôi gia để người ta có nơi ăn chốn ở bình yên đó. Thì mình có cái sự quan tâm tới người ta rồi thì người ta sẽ quay lại gia hộ cho mình, hoặc là người ta có nơi ăn chốn ở rồi người ta không quấy rối mình trên con đường gia đạo của mình, thì làm cho âm dương nó sẽ không hòa hợp nữa, thì cảnh ngôi gia của bạn nó mới trở nên rạng rỡ sáng suốt tốt đẹp hơn được. Đó là nói về cái phần ngôi gia của bạn, nơi mà trên con đường hôn nhân hạnh phúc của mình đang sống ha, thì cho thấy như vậy. Còn mà vợ chồng mình mà có cái sự hòa thuận hoặc nóng nảy cái gì thì nhắc giữa hai vợ chồng mình cần phải có sự hài hòa, chứ cho thấy trên con đường đời hai vợ chồng mình á có cái sự đồng sức đồng lòng rất là tốt. Dù vậy thì trong cuộc sống mình cũng cần phải có cái sự khắc phục, nó sẽ hay hơn, tốt hơn nha. Đó thì cái quẻ bài này là quẻ bài của bạn nam sinh 1975, thì nói về trong vấn đề đường đi nước bước hoặc trong ngôi gia của mình đó mà nó không được thuận ý thì là do phần âm tác động nhiều, cũng như công việc tài lộc của mình trong những năm qua mang tai mang tiếng thị phi đến với mình, tai ách đến với mình, và mình lo các vấn đề tâm linh này đi thì trên con đường sự nghiệp tài lộc của mình nó được thuận lợi tốt đẹp và trở nên tốt trôi chảy hơn nhiều. Đó là cái quẻ bài của bạn thể hiện như vậy. Mọi người vào xem, mọi người có ý kiến đóng góp gì thì mọi người comment ở dưới giúp cho Kim Anh ha. Còn những ai mà có nhu cầu muốn đi sâu vào bản thân của mình, có trong cái quẻ bài của mình nó có thể hiện cái vấn đề gì cần khắc phục hay không, hoặc là vấn đề gì tốt hay xấu thì mọi người đi sâu vào, mọi người muốn dạy á, thì mọi người vào Zalo kết bạn, gửi thông tin, gửi kèm phí vào thì Kim Anh sẽ sắp xếp lịch xem cho mình trong thời gian sớm nhất nha.